Ôi cái cái này bự ghê nè. Ừ. Mấy cái bự mấy nhỏ. Nhỏ hôm đại giờ chừa rồi đó, vài bữa nhỏ nữa nè. Còn chú bên kia là chú thứ mấy? Út. Chú Út là hái tiếp chú Bảy thôi. Hỗ trợ tiếp. Hiện nay thì cái trời đang mưa dầm. Ở miền Tây thì đang mưa dầm và sáng nay việc gom rau củ quả của mấy anh em gặp khá là nhiều vất vả. Và cộng thêm một tin không vui là chị Yến ở Sài Gòn, Thủ Đức Sài Gòn hôm nay báo về cũng là mọi việc đều thuận lợi. Tại vì cái khu mà cần mình cầu cứu thì lại họ lại rất là trông mong mình và chờ đợi mình. Và hôm nay đến đây để thực hiện video clip này có sự góp sức của chị Xuyên ở Nhật Bản và một chị giấu tên ở Canada. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hôm nay Bùi Hồ sẽ tiếp tục hành trình thu gom mua rau củ của Bùi Hồ của mình. Và Bùi Hồ hôm nay sẽ đi gặp chú Bảy. Và chú Bảy là người mà làm từ thiện, hơn 65 tuổi phải làm từ thiện mà hàng ngày phải đi nhặt rau củ cô bác quý anh chị. Và sáng nay thì Bùi Hồ sẽ đi theo chân của chú Bảy để hái rau. Và cũng như là lấy một số thêm bí đao nè và một số rau củ để chuyển lên Sài Gòn, khu phong tỏa, khu cách ly ở Sài Gòn. Và hôm nay để thực hiện được phóng sự này cũng nhờ sự giúp đỡ của mạnh thường quân. Và đặc biệt là hôm nay thì xin trích quỹ của một chị giấu tên ở Canada và chị Xuyên ở Nhật Bản. À, đây, hình ảnh chú Bảy đang hái rau củ nè. Con chào chú Bảy. Dạ, mưa cũng hái luôn hả chú Bảy? Này ngon hả chú Bảy? Cho đẻ lên chắc người ta để dưỡng người ta bán đó. Đi đi thấy đi, đi thấy không sao đâu. Đi được không chú Bảy? Đi. Dạ. Cái này mấy bả tính qua tiếp rồi. Còn ngô còn hôm nay hết rồi. Sao ngồi. Nửa này gửi thành phố được không? Dạ con không biết gửi được không? Được không? Để nguyên bọc kia nè. Dạ được, chắc được quá. Mấy bả tính qua nó nhỏ tiếp bao người. Cái này nó xả ngò mà nó lấy lộn ba cái chó đẻ nó xả đó. Mình mới vô gốc cạn giống. Rồi. À, chú hái chung với chú Bảy luôn á hả? Ừ, có ổng tiếp. Dạ. Hôm qua thì con được gặp chú Bảy là đi thu giao rau củ. Miễn phí xe không đồng của chú Bảy. Dạ. Hôm nay thì từ hừng sáng sớm mình có điện cho chú Bảy nhưng mà trời mưa. Thành thử là chú Bảy hái trước. À, làm cái công việc này vui ha chú Bảy ha. Vui, khỏe lắm. Tinh thần khỏe ha chú Bảy. Khỏe, tinh thần phấn chấn lắm. Dạ. Mình làm cho bà con là mình thấy mình sung sướng lắm. Dạ. Bà con chia sẻ cái khổ với nhau là mình thấy mình vui rồi. Dạ. Nè, cần gửi đây. Ô cải này ngon ghê hả chú Bảy? Ngon lắm, cải này không có sâu xia, trên cải này là nói chung là cải sạch mà. Cải sạch luôn. Cải sạch không có mà xử lý thuốc gì hết á. Dạ. Tại vì bà con ta ở đây người ta trồng rồi, ta thấy cái điều kiện đó ta mới cho mình thành nhỏ, người ta đâu có xịt. Dạ. Nên người ta cho mà mình để mình đem cho bà con. Dạ. Ta không có làm thuốc sâu, làm cái sạch luôn, rau sạch luôn. Này là ai cho cái công cải này chú Bảy? Ăn cháu sát đây nè. Cháu ruột chú Bảy hả? Không, không phải. Cũng trong làng, trong shop vậy đó. À, thấy chú Bảy là làm từ thiện nên cho hết luôn. Cho hết luôn. Quá, cái này bán cũng có tiền lắm á. Bạn ta không ta không có bán. Ta không bán luôn. Dạ. Một lọn nhỏ gì 5.000 nè. Không có thiếu gì. Ôi cái này bự ghê nè. Ừ. Mấy cái bự mấy nhỏ. Nhỏ hôm đại giờ chừa rồi đó, vài bữa nhỏ nữa nè. Còn chú bên kia là chú thứ mấy? Út. Chú Út là hái tiếp chú Bảy thôi. Hỗ trợ tiếp. Hỗ trợ. Có hai anh em à, đi làm có hai anh em à. Hai anh em ruột luôn hả? Không có, sớm đồng đạo. Đồng đạo ha. Là chú Bảy. Nè 5.000 một bó gì nè. Bó gì 5.000 ha. Ừ. Mưa sáng nay mưa cô bác quý anh chị. Trời mưa lắc gắt luôn á. Không biết máy hư luôn không. Vậy. Vậy. Bà con Sài Gòn gặp ta được những người chỗ ngoài đồng nè. Những người như chú Bảy là mừng lắm. Ừ. Ha. Gửi về ngoài cho bà con đây. Dạ. Chú Bảy nghe nói tặng Sài Gòn. Rồi hôm qua là con dặn bí đao có luôn hả chú Bảy? Có chứ, mà bí đao thì được đủ mà mướp có 7-8 bọc lấy bí đợ thêm được không? Dạ được, có gì cũng được. Bí đợ thì được ấy. Dạ. Đâu vào chú Bảy? Nhổ đi thành phố là mới vậy ha. Ờ mới vậy. Thương yêu nó. Ờ thương yêu năng yêu chiều chuộng nó. Đàn nhỏ thấy vui không nè. À nó mấy đứa hổm chặt ở dưới kia kìa. Chặt kìa. 40 nghìn. Chú Bảy luôn nhanh tay á.
Như vậy hai nhìn bà sao mấy tuổi thì sáng 6 giờ ra hay sớm. Chẳng hạn em 4 giờ 5 giờ uống cái trà đi. Dạ. Có con đi hái đồ ấy đồ rồi. Ra ngoài một người 4-5 cây nấu nồi canh sống qua ngày được. Dạ. Mưa nhưng mà phải đội nón cho máy. chú Út là bao nhiêu tuổi rồi chú? 61 rồi. Chú Út với chú Bảy ha. 61 là hằng ngày là chú Út vẫn đi làm với chú Bảy. Ừ. Bây giờ mình không có chuyện gì mình làm chuyện thiện đi. Dạ. Làm hoài tới hoài. Chú làm gì thấy vui không? Vui chứ, vui mới đi làm. Buồn cả nhà uống trà. Những người nông dân miền Tây cô bác quý anh chị thấy thật thà chân chất ghê không? Con ở nhà con cũng nhức đầu, con mất đi làm rồi. Cũng có người sao làm, chịu làm. Có những người không chịu ha. Do hay mà ở không không làm nữa. Dạ. Dạ. Hôm nay thì sau khi mà hái cải ở trời mưa xong á thì mình với lại chú Bảy với lại mấy anh em sẽ rửa lại, sắp lại rửa lại nghe chú Bảy. Cái này phải rửa lại nó mới sạch ha. Mình rửa gì thôi. Dạ. Rửa hai nước đi chú Bảy, lát nữa còn rửa cho con nước nữa. Rồi đúng rồi, rửa mấy nước nữa. Dạ. Sáng nay thấy cực hơn mọi ngày không chú Bảy? Dạ, nó mưa thì nó hơi khó khăn chút chứ không cực. Dạ. Tại vì mưa thì mình làm hơi khó một chút. Dạ. Chứ không gì. Cắt bỏ dưới đi. Người Sài Gòn mà biết có những người như chú Bảy rồi hôm trước là chú Út rồi rất là nhiều người luôn. Mình cùng chung tay mà người Sài Gòn chúc mừng lắm. Dạ. Chú Bảy nói lời gì với người Sài Gòn không? Mong bà con mình mau vượt qua cái dịch mà Covid. Dạ. Gắng giữ gìn sức khỏe rồi chấp hành nghiêm vấn đề phòng dịch thì nó sẽ vượt qua thôi. Dạ. Thì bà con ráng cố gắng đi. Dạ. Ở đây thì rất nhiều bà con ở nông thôn người ta ủng hộ bà con mình dữ lắm, cứ yên tâm mà do phòng chống dịch đi. Dạ. Đừng sợ gì hết. Chú Bảy có thường coi trên mạng thấy được những cái bà con mình ở Sài Gòn khổ không? Thấy như làm. Thấy như là mấy thương. Dạ. Con Phật cũng dạy mình mà thiệt người với biết thêm người mà. Dạ. Ở đây là chú Bảy, cô bác anh chị đi theo mình thì hổng gài gắn bó theo mình á thì có Đạt nữa nè, Đạt phù hồ. Chào cái Đạt. Chào quý anh chị. Người Sài Gòn. Làm cái này nó nhẹ hơn phù hồ không? Nhẹ hơn nhiều. Với lại gắn bó theo mình có chú Út nè, Đạt, với lại bên đây là Dượng Tám nè. Dượng Tám hôm trước là người mà có nói Sài Gòn cứ yên tâm á. Mưa gì cực dữ không Dượng? Cực. Nói chung là miền Tây là gì cùng chung tay hết ha chị ha. Cảm ơn chị nhiều luôn, chị là con của chú Bảy. Ngày nào cũng làm cái công việc này hả chị? Không, ngày nào thỉnh thoảng thì rảnh qua tiếp ba được, còn mất làm là qua tiếp ba. Dạ. Thứ hai, trực chiến thứ ba. À, hôm qua là em gặp chị đó phải không? Dạ. Chị soạn rau á, cái gì? Dạ. Mấy 1, 2, 3, 4, 4 bịch rau vậy là khoảng, nếu như mà chia phần ăn thì khoảng được bao nhiêu hộ ha chú Bảy? Nhiều lắm, cả là 50, bây giờ một phần ăn thì mình nấu được ăn thường là cả gia đình mình nấu bao nhiêu được vậy? Dạ. Thì nó nhiều lắm. Thì là vậy mình bị gì mình để cho nó dễ giặt nó nhiều lắm. Rồi hôm nay mưa gì chú Bảy có đi cho nữa không? Cho chút kia cho cạnh mưa đi cho lấy đồ kia cho. Dạ. Mua đồ á. Dạ. Đồ đặt đồ rồi mà. Đặt rồi ha. Dạ, đặt rồi, đặt chung với con nè, chút chú Bảy lấy nè. Dạ. 10 giờ nó giao đồ con nãy nó nói rồi. Dạ. Nãy đi ngang chỗ nó bán đồ giao đồ đó. Dạ. Nhìn cái mấy con cải này ngon ghê luôn á cô bác quý anh chị. Đây nè. Đặc biệt là cải ngon lắm. Bây giờ mình sẽ tắt máy để cái team càng ngày càng đông, đồng đội càng ngày càng đông. Ở đây là dì Bảy nè. Mưa lạnh không Bảy? Lạnh hả? Mà đi làm từ thiện vui rồi cũng lạnh cũng không lạnh nữa. Vậy hả? Mà có con ở trên kẹt ở Sài Gòn cảm giác sao? Cảm giác cho nó qua khỏi hết dịch đang đi về quê, có gì ăn nấy. Vậy hả? Ừ. Lo không? Bữa hổm lo lắng dữ không? Lo sợ cũng chết luôn, ở khu cách ly sợ cũng chết luôn.
mình đi làm này từ thiện đi, đang cho con mình nó về trong này được, có gì ăn nấy đi. À, cải này người ta cho hết trơn đó tá, ta cho hết ngon ghê á. Bà nói lời nào với lại con bà không? Hả? Hả? Giờ nó về ở nhà trọ được cũng mừng rồi. Dạ. Về chăm cho nó, giết về trong này đi. Cho hết bệnh này. Cho anh em ở Sài Gòn cho nó khỏe hết, về hết luôn. Bây giờ mấy người ở Sài Gòn ăn rồi. Nè cô bác bên gì thấy nè nó, thấy không? Mưa quá trời, mưa thì làm trong mưa luôn. Sáng nay là bị mưa dầm luôn. À, cô bác quý anh chị, hiện nay thì cái trời đang mưa dầm, ở miền Tây thì đang mưa dầm, và sáng nay việc gom rau củ quả của mấy anh em gặp khá là nhiều vất vả. Và cộng thêm một tin không vui là chị Yến ở Sài Gòn, Thủ Đức Sài Gòn, hôm nay báo về cái khu của chị hiện nay đã không khỏi, đã qua đời và đã tử vong, và còn một số ca hấp hối nữa. Thì việc vận chuyển rau củ gặp khá là nhiều khó khăn luôn. Mong thì mọi cái công việc đều thuận lợi để chuyển lên Sài Gòn. Một bên đó thì điện cho Bùi Hồ rằng là không có rau củ nhận được thì mình ta mừng lắm, sáng nay điện mấy Bùi Hồ mấy cuộc. Còn một bên đó thì không thể nào đi được, tại vì khu đó hiện nay đang rất là phức tạp, và cái việc vận chuyển rau củ nó cũng gặp khá là nhiều khó khăn khi thời tiết như thế này. Hay là sao rồi, lạnh không? Lạnh, nhìn tới đây tay chân mớp hết trơn rồi. Cảm giác làm từ thiện thấy vất vả quá hả? Vất vả nhưng mà nó vui. Ừ. Hôm nay thì Bùi Hồ cùng với Đạt á, phải mấy anh em ở trong đội phải dầm mưa như thế này nè. Trời đang mưa rất là lớn luôn cô bác Minh chị. Và phải cố gắng cho cái chuyến hàng của ngày hôm nay. Nhưng mà giống như lúc nãy mà Bùi Hồ có tâm sự với cô bác Minh chị á, là hiện nay Sài Gòn mà nơi mà chị Yến ở quận Thủ Đức á vẫn đang có biến rất là căng, và chị nói là không biết khi nào mà hiện nay thì khu của chị nó phong tỏa mà niêm yết, mà tại có người tử vong đó, nên là nữ là việc nhận hàng nó cũng rất là khó, và mong là mọi việc đều thuận lợi, tại vì cái khu mà cần mình cầu cứu thì lại họ lại rất là trông mong mình và chờ đợi mình. Và hôm nay đến đây để thực hiện video clip này có sự góp sức của chị Xuyên ở Nhật Bản và một chị giấu tên ở Canada. Đó là gì ạ? Nói gì ạ? Lạnh quá hả? Để cháo mưa á. Rồi sáng nay thì hành trình của mình vẫn mượn cái chiếc xe của anh Vũ á. Anh Vũ hôm trước mà làm nhà từ thiện cho nhà của anh Giang ở bên An Phong á. Thì hôm nay anh chi viện thêm người lái nữa. Đạt hôm nay là tay lái phụ nha. Như vậy. Như vậy. Dạ. Cảm ơn anh nhiều luôn anh Vũ ơi. Dạ dạ, không có gì đó. Dạ. Chúc cho bà con lại chứ. Chạy xuống dưới này đổ xăng đi anh. Không, em đổ đầy bình hết rồi. Hôm nay là chị bị. Dạ. À, dầm mưa từ ở bên Tân Bình qua bên đây luôn. Lạnh dữ không anh Vũ? Lạnh không anh? Không anh ơi. Chúc mình ghé ăn cơm chay luôn nha. Dạ. Dạ. Cô bác anh chị qua đây thì có cô chú này cho nè. Cho mấy rau muống nè chú. Dạ. Rau muống. Dưa leo. Rồi chanh, bắp, cóc luôn. Có gì cho đó mà. Bắp. Cái này là cũng như nhiều anh em hỗ trợ tiếp chị á. Dạ. Là cũng như ở Tân Thạnh ta hỗ trợ cóc nè. Rồi mồng tơi. Dạ. Rau muống. Chanh. Bắp. Dạ. Cóc còn dưa leo ở đây chị hỗ trợ của ông anh trong Phú Thành. Dạ, em cảm ơn chị nhiều thay mặt bà con ở Sài Gòn, cảm ơn anh chị nhiều luôn. Dưa cháo. Tại vì chị thấy ở Sài Gòn nó khổ quá chị, nên chị hỏi giúp tiếp tay vô với em thôi chứ. Nên chị phát tâm ra. Bây giờ đu đủ cưng mấy phân nữa, còn phân nữa chị hỗ trợ Bình Dương. Cái gì chị? Ôi mồng tơi mà một bao vậy luôn đây, hả? Đây. Hoàn toàn có hết. Mày nói nghe nè. Trong đây thì nó ngon, nó dài. Trong đây cái này thì nó cũng ăn được. Cái này là chỉ mồng tơi thôi, trong này thôi. Dạ. Mà đều cái cổng thôi. Mày nói con muốn á. Dạ. Mồng tơi leo, dây leo. Đúng rồi. Dạ. Giờ cái này nó chung ra là cả tấm nha. Thôi vậy là mấy em lên đu đủ trước hả chị? Rồi, đu đủ trước. Ồ, ngon ha. Ăn của em lấy nhiều lấy. Ồ, cảm ơn anh chị nhiều. Rau muống đồng luôn hả? Muống đồng. Này mình đi hái quá. Của người ta hái không? Không hái đâu. Ta hái cho không ha? Của anh em hỗ trợ cho chị hết Tân Thạnh. Dạ. Mình lấy khoảng chừng 3 tấn trở lại cũng được, xe nó tới 3 tấn. Thôi vậy là đu đủ mình lấy 8 bao. 8 bao là nhiêu ký ta? 8 bao khoảng 200 mấy ạ. 200 mấy, 300. Cho cưng 400 đó. 300 gì cũng được. Dạ. Giờ cưng lấy khả năng, cưng lấy nhiều lấy. Bắp, 3 bao bắp nha. Còn bắp nữa đó nghe. Dạ. Bắp chanh. Ở bên kia là 1 tấn 1 tấn 9.
một tấn chín với cái này một tấn nữa là 2 tấn 9 được rồi. Cái này là ví dụ là để cái phân nữa đu đủ là dưới đồ đẩy mình là 4 tấn đó nha. Dạ. Ở trong này đó này là đu đủ hả chị? Đu đủ mình lấy má thôi còn má dạ. Bình Dương mà. Để chia nhau chia ra nhiều khu chứ một khu công ăn cũng không hết nữa. Dạ. Ôi anh em quá cực luôn nè. Ấu luôn hả? Ôi này vô leo luôn hả? Ôi ôi. Em quay phim chút xíu hỗ trợ sao? Quay anh em cực khổ nè. Cái nào đâu? Này sao? Không, của mình hết. Của mình hết. Thì cái này luôn nha. Sách hết. Dao này hay luôn hả chị? Anh cho tôi hết mà. Cũng hết cho đây luôn ha. Ồ quá quý. Cho một bùi hồ. Đây, mướp này luôn hả chị? Rồi, cái nào chị kêu lấy là cái gì? Dạ. Gì ủa cho luôn hả? Thì đứa nè, cái này đưa lên kìa nè. Đồ. Hả? Chơi. Quá nhiều luôn à. Đưa lên đây luôn á. Của chị mua thêm 50 ký dưa ngon. Khiêng hai người. Quá quý. Mình cứ việc lấy hết đi chị, mai chị có đồ tiếp tục. Dạ, khi nào em đi em cho chị hay. Quá nhiều hay đạt ha. Qua đây không? Cái chuyến ngày mốt em có đi không? Dạ, khi nào em đi em cho chị hay, bây giờ phải có cái nguồn nhận mới được. Ngồi chung với anh Vũ hả? Ừ, con gớt đồ đang con lụm. Mình chạy đằng sau gớt mình lụm. Mình chạy đằng sau luôn đi. Xe này đợt này nhẹ hơn xe kia hay anh Vũ? Nhẹ hơn, nhẹ hơn. Hồi nãy giờ nói mấy anh em truyền hết luôn rồi. Đu đủ nãy giờ nhiêu anh? Đạt đạt đếm giùm mấy bao đạt ơi. Thay mặt mấy anh em rồi những người Sài Gòn cảm ơn tấm lòng của anh với chị rất nhiều ha. Không có gì đâu em ơi. Dạ cảm ơn chị đã hỗ trợ cùng chiếc xe của em. Dạ chúc anh chị luôn có sức khỏe dồi dào, sớm vượt qua đại dịch. Chị cũng thấy người ta khổ, chị tiếp tay đó. Dạ. Anh em cùng anh em hết. Dạ. Chị hô lên thì ai cũng thống nhất hỗ trợ tiếp hết trơn á. Dạ. Thầy Tân Thạnh hỗ trợ mạnh lắm. Dưa mắm. Ừ, dưa mắm. Ừ, dưa mắm. Ồ. Còn dưa mắm nữa kìa, lấy dưa mắm trong đó nữa kìa. Dưa cắt ra em. Dạ. Lát nữa về nhà chắc về bên đó mình phải phân phần ra lại đặt nha. Cái này chị phân sẵn rồi nghe em. Cái này dưa mắm luôn nha bà con. Cái này dưa muối chứ không phải dưa mắm là... Ồ, dưa mắm ngon quá luôn kìa. Cái này chị gửi Sài Gòn thôi. Tại dạ. Vì chị chưa, dạ. Mình dân ở Đồng Tháp này có ăn rồi. Dạ. Qua xe Tâm Nông chị hỗ trợ 6. Hôm nay thì cũng đến cái giờ ăn trưa. Và hôm nay thì Bùi Hồ cùng với các anh em sẽ ghé cái bếp ăn khuyến học từ thiện này luôn. Đây là một cái bếp ăn nấu miễn phí á. Bây giờ mình mẩy thì nó ướt như cái con chuột lột luôn nè. Đầu cổ thì nhìn không ra luôn. Hôm nay thì cũng dầm mưa khá là nhiều và sẽ vào cái bếp ăn này để ăn cơm. Để gì đây cũng sống không được mà nếu nó thôi, có cách là thuốc rồi. Này mà kháng sinh nó hết bệnh mình nói anh thôi hả nó cơm chay ngon không bạn? Quá ngon, quá ngon, đói hả? Hôm nay là bếp ăn này cơm chay ngon hả? Hỏi anh cơm hả anh? Hôm nay có là ăn chưa? Dạ chưa. Cái này là trứng vịt chiên, trứng vịt. Vịt giả mà đúng. Trứng vịt giả. Cái đó là măng. Măng xào. Măng xào. Cái này là khô ẹt. Cái này là canh. Cái này là đậu hũ. Đậu hũ là dạ. Chiên. Tương với muối cháo rau đậm bạc. Bữa ăn đậm bạc. Giờ có lo ăn cơm chay ăn 4 chén là chưa no. Nó nói rồi, bớt cơm của hai. Cái này măng. Bớt cơm thêm. Ngon quá. Nó cơm chay nè, nó thêm nước mắm, kiếm nó ăn ngon lắm này. Dạ.
giá rồi sao. Đang cũng dịch luôn á. À cũng làm được không? Dạ. Cái gan đứng dịch luôn. Mình gặp mà có xả, có em gì nữa. Bầm xả bầm nữa kìa. Ừ. Ừ, gan. Xả bầm của nó làm ăn đủ món hết trơn. Xả ngon. Mình gặp thịt dê nữa là mày. Mà ăn mày mới ngon. Là biết ăn gia đình. Cái tổ nữa, tổ còn quẹt nè. Tổ mẹ trong này múc ra nè. Chết rồi. Bài tổ đó, đó em đi ông thẻ số 4 ở con múc ba Kiên Giang á. Tổ quá em con quẹt ha. Tao không phải đầu chứ 84 này là chắc tú á. Ăn ở đây không hả? Ở ở đây tao nấu cơm đó, ở đây có nấu cơm đó hả? Dạ. Ở mà học sinh còn học á. Một bữa ăn một bữa bữa ăn đường thị. Ngon các bác. Rồi miếng có gì chưa đó vậy đó, liên hệ đây tao nấu cơm cho ăn. Dạ cảm ơn. Liên hệ trước thì tao mới đủ đường được nha. Không lập chụp lắm kìa, bà tử tao có đồ ăn. Tao lo đồ ăn mới được. Đây có vụ gì chứ đồ gãy có. Ông chạy lên nhà tao đủ quỷ hả? Đại diện một chị em Canada gửi cho quỷ của bếp ăn mình 500 ngàn. Chị biết ăn ha. Để biết ăn rồi để đây. Để đưa bà giữ tôi đi. Tôi để. Nó cho bà về hả? Nãy nó bắt bà không cho tôi về. Nên là nữ là nè nè giữ cái tiền tiền giấy tờ nó gửi vô phụ với cái đó là ở Canada cho mấy ba chân tổ nấu hay là cho nè cho biết ăn cho biết ăn cho biết ăn nó chay thì chay mà bậy mà nó có hôm qua bấm mới giận nó thôi xà hồng dịch cho mấy ông đi chứ còn ăn trong cha nữa.